Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video của mình. Trong cái video này mình muốn giới thiệu đến cho các anh em top 10 chai nước hoa mà các anh em có thể dùng vào buổi đêm khi mà các anh em đi ra ngoài giao lưu, tụ tập với bạn bè, với bạn gái, hoặc là nói chung là các cái dịp và dùng vào buổi tối đó. Bởi vì mình nghĩ là với một cái vào buổi tối khi mà các bạn sử dụng nước hoa ấy, một cái mùi hương nồng nàn quyến rũ cũng là một trong những tiêu chí. Thế nhưng một cái mùi hương mà nó có một cái phong cách bí ẩn, càng ngửi càng thu hút, càng ngửi càng muốn phê thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Do đó hôm nay mình sẽ giới thiệu lên cho các anh em 10 chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo để sử dụng vào ban đêm đó. Ok, ở vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là một sản phẩm của nhà Van Cleef and Apparel, đó là Midnight Paris. Một cái mùi hương nó cũng giống như những ngôi sao được in trên trên bầu trời đêm, làm hoa văn họa tiết trên chai nước hoa này. Cái mùi hương của da thuộc và hoa quả mix lại và blend lên một cái mùi hương rất là quyến rũ, thu hút. Vừa có một cái gì đó chất manly đàn ông mà một cái gì đó sexy đó. Đấy là những cái gì mình cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này. Rất là tiếc là hiện nay chai nước hoa này không phải là dễ tìm, bởi vì mình nghe nói là nó đã bị diss. Thế nhưng các bạn nếu như cần tìm một mùi hương độc đáo và giá thành không quá đắt thì Midnight Paris là một sự lựa chọn cho các bạn ở vị trí số 10. Ở vị trí số 9 đó là một sản phẩm nước hoa của nhà Narciso Rodriguez. Nó có tên là Narciso Rodriguez For Him. Một chai nước hoa với mùi hương xạ hương đậm đặc, có thể nói đậm đặc. Nó mang một cái phong cách một quý ông Pháp lịch lãm và classic cổ điển đó. Khi mà các bạn xịt mùi hương này thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho các bạn thể hiện bạn không phải là một người sôi nổi, mà các bạn là một người trầm tính, không cần phải nói nhiều, nhưng mọi hành động, mọi suy nghĩ của bạn đều đã có cái sự expand, sự chín chắn rồi đó. Đấy là những cái gì mình muốn nói về mùi hương của chai nước hoa Narciso Rodriguez For Him. Do đó ở vị trí số 9 mình muốn giới thiệu cho các anh em chai nước hoa này. Ở vị trí số 8, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là một sản phẩm của nhà Issey Miyake. Chai nước hoa nó có tên là Lady Say Pure Home Intense. Chai nước hoa này với cái mix cân bằng giữa nhang và gỗ, cái hương nhang ở cái chai nước hoa này mình rất là thích, bởi vì là nó vừa, nó không quá nồng và nó không quá nhẹ, nó mix cùng với mùi gỗ và tất cả đó nó tạo nên một cái mùi hương nam tính bí ẩn đó. Nó không phải là tỏa ra ào ạt để thu hút mọi người, mà là nó vừa phải, có chừng, có mức độ, và nó tạo nên một cái giống như kiểu một cái dấu hỏi cho cái mùi hương mà mọi người ngửi thấy là mùi hương này là gì, mùi hương này là của ai đó. Đấy là cái mà mình thích mùi hương của chai nước hoa này. Do đó ở vị trí số 8 mình muốn giới thiệu đến cho anh em sản phẩm của nhà Issey Miyake, Lady Say Pure Home Intense. Ở vị trí số 7 chai nước hoa mình muốn nhắc đến đó là Bottega Veneta Pure Home. Cái điểm hay của chai nước hoa này đó là một mùi da thuộc, và khi mà mình mới xịt thì mình cảm thấy rất là nồng nàn, dữ dội, và sau khoảng 20 đến 30 phút thì nó lại nhẹ nhàng, êm ái. Và đấy là cái điều mà mình rất là có thể nói là mình hài lòng với mùi hương của chai nước hoa này. Khi mà các bạn xịt vào trời vào buổi đêm, biết đâu khi các bạn xịt, các bạn đi ra ngoài đường thì người ta sẽ cảm thấy tại sao cái mùi hương này khi mà mới ngửi mình cảm thấy nó rất là mạnh, nó rất là nồng, nhưng mà tại sao lúc sau mình ngửi nó lại nhẹ nhàng, êm ái, thu hút. Và đấy, khi mà mình xịt một mùi hương vào buổi đêm, mình chỉ cần những cái cảm nhận của mọi người xung quanh là giống kiểu như thế để thu hút mọi người khi mà nhìn thấy mình. Do đó, ở vị trí số 7, gợi ý đến cho các bạn đó là Bottega Veneta Pure Home.
À, vị trí số 6 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain, đó là L'Homme, L'Homme Idea Eau Parfum. Đây là một mùi hương có thể nói khá là độc đáo. Và một người bạn mình khi mà mua thử một chai nước hoa này xịt thì cũng phải nói lên rằng là nó thực sự không hề là dễ thẩm. Bởi vì mùi hương của nó là một tổ hợp của da thuộc bạch đậu khấu và một số những cái nốt hương liệu khá là ngọt khác. Nhưng khi mà các bạn xịt thì các bạn sẽ cảm thấy một mùi hương nam tính, nồng nàn, quyến rũ. Và nếu như các bạn xịt vào buổi đêm trong tiết trời lạnh mùa đông thì đây chắc chắn nó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn cho các bạn. Do đó vị trí số 6 mình muốn giới thiệu đến cho anh em chai nước hoa Guerlain L'Homme Idea Eau de Parfum. Ở vị trí số 5, chai nước hoa mình muốn nhắc đến đó là một sản phẩm của nhà Armani, đó là chai nước hoa Armani Cold. Mình nghĩ là rất là nhiều anh em biết đến mùi hương của chai nước hoa này rồi. Mùi hương nhẹ nhàng, nó dạng như kiểu là skin scent bám lên da, nam tính, quyến rũ, thu hút. Mình nghĩ là mình không cần phải nói nhiều về chai nước hoa này. Ở vị trí số 5, chai nước hoa Armani Cold. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Polo, nó có tên là Polo Double Black. Xoài kết hợp tiêu và nhục đậu khấu tạo nên mùi hương cay nồng, vẫn có xoài ngọt, một chút ngọt của xoài và một chút cay nồng. Mùi hương cực kỳ thích hợp khi các bạn xịt vào buổi tối. Nam tính, quyến rũ và có một chút gì đó bụi bặm. Do đó ở vị trí số 4, chai nước hoa Polo Double Black muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 3 đó là sản phẩm của nhà Perry Ellis. Chai nước hoa mình muốn nhắc đến đó là Perry Ellis Old Black Vanilla Absolute. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa mùi oud và vanilla, cân bằng, tinh tế. Mình không cần phải nói quá nhiều về mùi hương của chai nước hoa này. Các bạn hãy xịt vào buổi tối, các bạn khoác lên mình, nhất là như trở vào trời mùa thu ấy, các bạn khoác một chiếc áo và đi gặp gỡ mọi người. Một lời khen, những cái lời khen đang chờ bạn nếu như bạn sử dụng chai nước hoa này. Perry Ellis Old Black Vanilla Absolute ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, chai nước hoa mình muốn nói đến đó là Tom Ford Nile. Mùi hương này thì khi các bạn chưa cần xịt, các bạn chỉ cần mở nắp ra ngửi, các bạn đã cảm thấy cái chất cổ điển nó đã thể hiện rất là rõ rồi. Tầm từ 30, một chiếc áo măng tô hoặc là một đi giày đen xịt mùi hương này Tom Ford Nile thì không còn gì để nói nữa. Sân khấu này là của bạn, khoảng thời gian này là của bạn. Tom Ford Nile ở vị trí số 2. Ở vị trí số 1 một chai nước hoa rất quen thuộc của nhà Yves Saint Laurent, Lanie de Lhomme. Có nghĩa là mình nghĩ là có quá nhiều từ muốn nói về mùi hương của chai nước hoa này, nhưng trong tất cả mình chỉ muốn nói nó xứng đáng ở vị trí số 1 trong top 10 chai nước hoa dùng cho buổi đêm. Do đó Lanie de Lhomme Eau de Toilette ở vị trí số 1. Ở trên đây là gợi ý 10 chai nước hoa của mình dành cho các bạn nếu như các bạn muốn xịt một mùi hương để dành cho vào buổi tối đi ra ngoài. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.